Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Zico TV. Thưa anh chị, trong video ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng cập nhật tới anh chị một số cái thông tin về tòa GS1 thuộc phân khu The Miami hay còn gọi là phân khu The Grand Sapphire, để anh chị có thêm một số cái thông tin, đặc biệt là đối với những anh chị mà hiện nay anh chị đã là chủ sở hữu của các căn hộ ở đây, để anh chị có thêm những cái thông tin cũng như là cập nhật cái tình hình về tòa căn hộ này. Thưa anh chị, thì hiện tại tôi đang đứng trước tiện ích nội khu của tòa GS1. Thì ở đây thì có một khu vườn nướng. Thì toàn bộ cái khu vườn nướng này đã được hoàn thiện hết rồi anh chị ạ. Và như anh chị thấy ở trên màn hình bây giờ, toàn bộ cái phần rào chắn kín trước đây đã được chủ đầu tư dỡ bỏ. Và thay vào đó là chủ đầu tư đã làm thêm một cái rào chắn, có thể rào chắn mở để anh chị có thể nhìn thấy. Và phần cây xanh công viên phía đằng trước thì đã được trồng cây và đang đi vào những quá trình cuối cùng để mà có thể là bàn giao cho cư dân. Thì theo kế hoạch mà của chủ đầu tư trước đây là tòa căn hộ GS1 này sẽ được bàn giao vào khoảng tháng 2, tức là thời điểm này. Tuy nhiên là trong cái kế hoạch mới nhất từ những khách hàng mua sau thời điểm tháng 10 năm 2021 thì chủ đầu tư đã thay đổi cái kế hoạch bàn giao của cư dân thành là chuyển sang là tháng 5 năm 2023. Như vậy thì dự kiến sẽ phải lùi lại sau 3 tháng để mà có thể hoàn thiện hết cái tòa căn hộ này. Lý do thì chắc hẳn anh chị đã biết là trong cái giai đoạn từ năm 2021-2022 thì tình hình dịch bệnh khó khăn, công nhân, việc làm các thứ sẽ bị khó khăn, nên là cái việc chậm tiến độ là cũng là một điều dễ hiểu thôi, đúng không anh chị? Và như anh chị thấy thì ở trên phía đằng trước này, khi mà anh chị nhìn trên lên các tòa căn hộ là có thể thấy là các ánh đèn ở bên trong các căn hộ đang được sáng lên. Đó chính là cái việc mà chủ đầu tư họ cũng đang hoàn thiện và thử nghiệm những cái trang thiết bị nội thất để mà có thể tiến hành bàn giao cho cư dân. Ở phía đằng sau thì của chúng ta thì sẽ có phần tiện ích nội khu. Thì trên màn hình anh chị có thể thấy là cái phần bể bơi của chúng ta thì hiện nay vẫn chưa được hoàn thiện và đang chờ một cái việc, đó chính là vào thời điểm là cuối tháng 3 này, khi mà cái đường dây hạ ngầm, cái tuyến đường điện cao thế chạy bắc ngang qua dự án được hoàn thiện thì chủ đầu tư sẽ tiến hành mở hầm, xử lý các cái phần liên quan đến cái phần bể bơi này thì mới có thể tiếp tục triển khai cái phần nội khu được. Và cái thông tin chính thức thì đã rõ rồi, là đến cuối tháng 3 này, sau khi hạ ngầm xong thì chủ đầu tư sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch để mà triển khai làm phần tiện ích nội khu cũng như là triển khai các cái tòa còn lại của phân khu GS này. Thưa anh chị, thì đó là một số cái thông tin mà Zico TV ngày hôm nay sẽ cập nhật với anh chị. Và như anh chị có thể thấy thì cái tiến độ triển khai thực tế của cái tòa GS1 hiện nay là tốc độ rất là nhanh, và theo đánh giá của Zico TV thì có nhiều khả năng tòa GS1 này sẽ được bàn giao trước kế hoạch vào tháng 5 năm 2023 này. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem hết video này. Nếu như anh chị thấy video này có hữu ích thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Zico TV. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video tiếp theo.